Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một trong những cái tòa nhà căn hộ dịch vụ được xây dựng mình thấy hết sức là ok, khai thác dòng tiền rất là tối đa. Nhà này chỉ có diện tích 72m² thôi, có tầng hầm. Hiện tại dòng tiền đang khoảng hơn 60 triệu đồng một tháng các bạn ạ, mà ở khu vực không phải là trung tâm đâu. Thì chúng ta cùng nhau vào trong cái ngôi nhà này xem họ xây dựng cái ngôi nhà này như thế nào nhé. Thứ nhất là phía cửa cuốn này, đấy, dùng các cái cửa tự động, lắp thêm các cái bộ điều khiển tự động, có thể điều khiển bằng điện thoại hoặc là điều khiển tay cũng được. Đây là cái khu vực dưới cái ram dốc để đi lên tầng 1. Tầng 1 được thiết kế để làm khu văn phòng. Đấy, thì phía dưới này được bố trí cái bể, gọi đây là bể phốt các bạn nhé. Bể phốt này thì anh làm khá to. Đấy, thực sự rất là to vì làm căn hộ dịch vụ mà nên cũng có nhiều người ở. Và đây là khu vực thang máy này. Đấy, và đối diện bên này là thang bộ. Mặt tiền ngôi nhà này chỉ có 5,5m thôi. Đấy, thì sâu là hơn 11m. Đây là khu vực nhà để xe. Nhà để xe thì do làm căn hộ dịch vụ là nên là tránh cái việc mà chân tường ẩm mốc hoặc là xe cộ nó cọ vào tường nó bẩn, thì họ đã, chủ nhà đã úp gạch. Có cái phần đây này các bạn này, đấy, phần bể nước ngầm thì làm cái nắp theo kiểu này các bạn nhé. Nó có sẵn rồi, nắp inox, và chúng ta đặt gạch vào là xong thôi, chúng ta không phải đổ tấm bê tông như trước. Các khu vực bơm biết cái thứ tới để ở dưới gầm của thang bộ như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nên xem một cái phòng đại diện của cái tòa nhà này. Mấy thiết kế được rất nhiều loại phòng khác nhau. Đó. Rồi chúng ta vào trong thang máy đây. Đó. Thang máy cũng chạy khá là êm. Mình nghĩ rằng là với ai mà đang làm hoặc là có kế hoạch làm các cái nhà liên quan đến xây dựng để cho thuê hay là căn hộ dịch vụ, thì chúng ta nên tham khảo cái thiết kế của ngôi nhà này, vì nó cũng sẽ hợp với xu hướng mai sau. Vì là chúng ta mà không biết cách thiết kế, chúng ta thiết kế cái phòng ốc, số lượng phòng nó ít, diện tích rộng quá, thứ nhất là cho thuê giá cao thì khó cho thuê. Đấy, và thực tế là cái người mà người ta ở trọ ấy, nói chung đây nói ở trọ đúng không, ở thuê ấy, người ta cũng thích một cái diện tích vừa phải thôi. Nó như phong cách của người Nhật hoặc là người Hàn Quốc đấy các bạn. Đây thì anh này anh làm các cái vấn đề nội thất cộng với bố trí gác xếp như này. Chiều cao tầng là 3,5m các bạn nhé. Và đây là các cái tủ làm nội thất này đều bằng nhựa nhé, nhựa eco, nhựa bảo vệ môi trường. Thì cái nhựa này thì nó bền hơn so với các cái loại gỗ công nghiệp, đúng không? Gỗ công nghiệp thì nếu mà ẩm hoặc là dùng khoảng 5-10 năm là có khả năng nó sẽ bung mục mọt đấy. Nhưng mà gỗ nhựa này thì nó bền gần như là mãi mãi luôn đấy, đúng không? Nó không mục mọt được. Đấy, trong phòng này thì cũng không sợ cong vênh, không sợ ánh sáng mặt trời trong cong vênh. Thì ở đây thì anh thiết kế là có máy giặt luôn trong nhà đấy các bạn này. Cái này cũng rất là quan trọng đấy, bởi vì là mình làm quản lý tòa nhà nhiều rồi, thì nếu mà máy giặt để ở khu vực chung ấy thì nó sẽ gây ra tình trạng là lên phải giặt, sau đó chờ cho giặt xong, sau đó lại lên để phơi, hoặc lên để sấy, xong sấy phải chờ, xong lại lên lấy lần nữa thì mất hai vòng, đi lại cũng khá là bất tiện. Đấy. Đây nhà vệ sinh thì anh làm chọn cái tông màu mình thấy rất là ok, lắp cả cái đèn sửa cho khách này, thiết bị vệ sinh này. Nói cho lại đây là phân khúc cũng không phải đắt tiền đâu các bạn nhé. Một phòng vệ sinh như này chỉ có hơn 3 triệu đồng thôi, tiền thiết bị. Cái lavabo này nó bây giờ nó có cái loại mẫu có sẵn đấy các bạn nhé, làm bằng gạch này, cũng rất tiện và nhanh, không cần phải ốp đá ốp bếp gì cả mà họ làm cực kỳ gọn và đẹp luôn. Đây, chúng ta nên sử dụng cái này. Và đây gạch, anh chọn cái màu gạch này chỉ có 80.000 đồng mét vuông nhưng mà rất là đẹp các bạn. Đấy, thì ở đây là hai phòng, đây chúng ta nhìn thấy nhé, hành lang chia ra thì nó sẽ có hai phòng ở hai bên của hành lang này. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sang phòng bên cạnh, thì thực tế ra thì hai phòng nó đối diện nhau nên là diện tích tương tự nhau và thiết kế cũng tương tự nhau. Ở đây phía ngoài này là ban công này. Đấy, ban công có thể phơi đồ được ở đây đúng không các bạn? Đấy, làm cái giá phơi đồ như thế này. Đấy. Đấy. Điều hòa lắp luôn ở khu vực phơi đồ. Và ở bên trên này thì cũng như phòng bên kia thôi, cũng gác xếp, cũng có chăn ga đệm đầy đủ. Đấy. Sắm đầy đủ cho khách luôn, full tiện ích luôn, không thiếu cái gì, chúng ta chỉ cần mang quần áo đến ở thôi. Đương nhiên phải sắm bát đĩa xong rồi. Ở đây thì có bếp, có tủ lạnh, máy giặt, hút mùi đầy đủ rồi. Đấy. Phòng vệ sinh thì cũng tương tự như phòng vừa rồi.
Thì đây chúng ta nhìn cái hành lang ở bên ngoài, nó chỉ để khoảng không đúng bằng một cái thang bộ thôi. Thang bộ ánh nào cũng hết sức hợp lý này. 70 phân một vế. Đấy, nên được quấn vì chúng ta đi thang máy là chủ yếu, không không đi thang bộ nhiều, nên là chỉ làm với bề rộng như thế thôi. Nó cũng hết sức phù hợp bởi vì diện tích đất thành phố mà. Có 70 mét vuông mà bố trí được 4 phòng. Riêng cái tầng tầng này thì sẽ bố trí một phòng VIP. Đấy, phòng VIP này thì như tương đương ở phía dưới kia nó thành hai cái phòng nữa. Thì một tầng là 4 phòng mà có không gian ở giữa nữa thì mỗi phòng chỉ được khoảng 15 mét vuông thôi. Đấy, chưa được 15 mét vuông các bạn nhé, được 14 mét. Đây là một phòng phòng VIP này, các bạn thấy không? Khá là đẹp. Đấy, full nội thất luôn. Đấy, phòng này thì đang cho thuê, đây là khu vực ở nằm ở khu vực ngay cạnh ga Phú Diễn. Phòng này đang được cho thuê, bên mình cho thuê là giá 7 triệu đồng một phòng. Đấy, giai đoạn này là giai đoạn cuối năm rồi, nó cũng là giai đoạn thấp điểm nên là cũng không cho thuê cao được như giai đoạn như kiểu ở giai đoạn như là tháng 9, tháng 10 hoặc là đầu sang đầu xuân. Đấy, thì đây là nội thất của bên trong này, đấy, bố trí cũng đầy đủ nội thất, giường, tủ, bàn, ghế, điều hòa nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, đấy, bếp núc đầy đủ hết. Ở đây thì phòng phòng VIP nên phía ngoài phòng khách là có bộ sofa tông màu cũng rất là đẹp. Nói chung là anh này là anh cũng khá là tinh tế trong vấn đề này. Các bạn thấy không? Đây là tương đương với cái phòng để chúng ta có thể ở như kiểu chủ nhà ở được, chứ cũng không phải là cho thuê đâu. Đấy, nên là nó có cái sự nổi bật trội hẳn so với các cái phòng trọ khác, đúng không? Ví dụ chúng ta nhìn thấy tủ này, tủ là để làm quần áo hay tủ để đồ khắp nơi. Thì ở đây nó tối ưu hơn được, đó là có một cái không gian, một phòng ngủ cực rộng ở phía trên gác xếp này nữa. Đây chúng ta lên chúng ta xem trên gác xếp nhé. Đấy, thì nếu mà chúng ta làm chiều nhà, chiều cao nhà nó cao lên khoảng độ 2-30 phân nữa thôi, chúng ta làm được gác xếp thì giải quyết được không gian ở rất là nhiều. Ví dụ đây là phòng gia đình thì con cái ngủ ở trên đây quá ok rồi, học tập ở trên đây cũng được, đúng không? Đây không gian rất rộng. Tủ thì chỗ nào cũng có tủ quần áo. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, thì đây là một trong những cái thiết kế mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên tham khảo để thiết kế các cái ngôi trại nhà trọ cho các bạn. Mình thấy nhiều người thiết kế phòng rộng đến 30-40 mét vuông nhưng cho thuê cũng chỉ được 3-4 triệu. Nhưng ở đây, riêng phòng ở đây là chỉ khoảng 14 mét vuông thôi cũng cho thuê khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi. Có phòng đằng trước là còn cho thuê 5 triệu cơ. Đấy, các bạn thấy nó cũng rất là nhỏ gọn mà mình nghĩ nó như thế thôi là nó tối ưu rồi, cũng không cần phải làm rộng rãi quá làm gì. Đấy, làm rộng mà cho thuê được như thế thì lãng phí diện tích, doanh thu chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Nên chính vì thế nên là chúng ta cũng nghiên cứu, chúng ta tham khảo những mô hình này để mà làm phòng trọ, làm xây nhà để cho thuê. Mình thấy nó sẽ doanh thu nó sẽ cao hơn. Chúng ta không quan trọng vì xu hướng nó sẽ tối ưu về đất chật người đông, nó sẽ tối ưu về diện tích càng ngày càng nhỏ đi nhá các bạn nhá. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng là nó có bị lỗi mốt, lỗi thời không. Còn đương nhiên bạn nào thích phòng rộng to để phục vụ khách VIP thì nhưng mà chắc chắn rằng sẽ cái phân khúc nó cho thuê là khó cho thuê hơn này, và doanh thu kiểu gì cũng sẽ thấp hơn. Ví dụ như là ở đây nếu mà gộp hai phòng vào các bạn có cho thuê được 10 triệu đồng một phòng không? Không được. Ví dụ đây, cái phòng VIP này chỉ cho thuê được 7 triệu, 7 triệu rưỡi thôi. Làm sao mà cho thuê được 10 phòng? Thế mà hai cái phòng kia thì mỗi phòng cho thuê được 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Thế thì gộp hai phòng vào thì nó thành 10 triệu đúng không? Nhưng phòng này gộp hai phòng vào mà thành một phòng thì cho thuê chỉ được có 7 triệu thôi. Thế tụt đi khoảng độ 2 đến 3 triệu đồng rồi. Đấy, nên là chúng ta lưu ý cái trend, cái xu hướng đúng không? Để chúng ta theo làm sao cho nó phù hợp nhất với cái thị trường bây giờ mà chúng ta quản lý cho thuê cũng rất dễ dàng. Nếu mà bạn nào đang chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề thiết kế nhà để cho thuê thì cũng có thể liên hệ với mình, mình có thể ngay đi với các bạn ngay trong giai đoạn thiết kế luôn. Đấy, thiết kế nhà để bố trí mặt bằng, bố trí công năng tiện ích cho cái phòng của bạn như thế nào cho nó hợp lý. Và sau đó nếu khó khăn trong cái vấn đề khai thác vận hành thì bên mình cũng có dịch vụ khai thác vận hành giúp đỡ cho các bạn với chi phí cực rẻ, rẻ hơn cái việc các bạn tự làm hoặc rẻ hơn các bạn đang đi thuê người về để giúp cho các bạn. Bởi vì bên mình nó có cả hệ thống mà vận hành khối lượng tòa nhà nhiều nên chi phí rất rẻ các bạn nhé. Thì nhanh tay có thể inbox cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.